Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chư trời tổ nguyện tỏ Như Lai ngày nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chư Pháp Tập Yếu quyển 3, phẩm 6, không phóng dật phần 2. Nên thực hành việc thiện, xem điều ác như độc. Vì vậy nói phóng dật là đường ác thứ nhất. Chúng sinh sống phóng dật, bị đời hay lừa dối, tâm thường bị mê say mê, chỉ riêng mình chịu khổ, không sợ các khổ não, không mong vui cõi trời, do không trí quán xét, chẳng khác loài vàng sinh, tâm không xả bỏ được, ăn uống và dâm dục, nhờ hữu tình như thế, giống như loài súc vật. Kẻ ham thích vui chơi, nằm trong miệng di ma, thần chết đã có mặt, khổ này khó chịu được. Tâm chúng sinh phóng dật, niềm vui thật mong manh, cho sống trong phóng dật, bị thần chết nghiền nát. Chỉ có một pháp lành để mạng sống an ổn được sinh lên cõi trời, đó là không phóng dật. Phóng dật không phóng dật, sinh tội lỗi công đức, thiện ác đều do tâm, cõi trói cũng như thế. Chúng sinh không hiểu rõ, khoái lạc như oán giặc, tâm ý chúng ngu si, xa lìa trí của Phật. Phóng dật như cây độc mọc ra thành ba nhánh, chính là già bệnh chết, thường dựa đó mà sống. Tu đầy đủ chánh hạnh, không bị phóng dật hại. Người trí trong luân hồi luôn không thích phóng dật. Người không thích phóng dật sẽ lìa các tội lỗi, thoát khỏi mọi lo sợ, được khoái lạc tối thượng. Kẻ sống trong phóng dật, ta rất kinh sợ chúng. Người thoát đã được giải, không cần đọa dục lạc, do ham sống phóng dật, đọa trong ngục hoa sen. Kẻ dâm dục buông thả, thường sống trong ngục đó. Người sống trong phóng dật, sinh bốn thứ đảo điên, tổn hoại các hạnh lành, như oán tật thế gian, có vô lượng nghi hoặc, lo sợ luôn bất rứt, trôi lăn trong sinh tử, đều do sống phóng dật. Chỉ một pháp phóng dật, thường ham mọi dục lạc, tức xa lìa tất cả, pháp vô lậu thanh tịnh. Chư thiên vì phóng dật, trôi lăn mãi không cùng, ngu si không nhèm lìa, làm sao được tịch tỉnh. Bỏ suy nghĩ nhiễm ô, tâm sẽ được tịch tỉnh, tạo lợi ích mình người, không còn các bất não. Chư thiên tham dục lạc, mất luôn pháp đã được, lạc do hữu vi sinh, vô thường không tồn tại. Sắc tướng hữu vi này, nhất định sẽ hư hoại. Khi dục lạc hoại diệt, sinh ra các khổ não. Người sống trong cảnh dục, phóng dật tâm cuồng loạn, nhất định trái thánh đạo, sao chịu khổ bức bách. Tự do mà tham ái, trong cảnh giới năm dục, dục vọng gạt chư thiên, phóng dật sinh từ đó. Người sống trong phóng dật là nguồn gốc khổ đau, tham cầu mọi tài vật, làm nhiều điều bất thiện. Người sống trong đời này đầy đủ những an lạc, hãy sống bằng trí tuệ, như cá theo dòng nước. Chư thiên vì phóng dật bị nữ sắc chế ngự, chắc chắn bị tiêu đốt, thường chịu mọi khổ đau. Vì vậy các vị trời nhất tâm xa lìa chúng, phải dừng ngay tâm ý, không bị dục trói buộc. Ngu si mê tội phước, chẳng biết pháp phi pháp. Người này không có được một phần nhỏ niết bàn. Người luôn thích tu tập các luật nghi lớn nhỏ và pháp yếu sâu xa, sẽ đạt được an ổn. Thích nêu bày chánh pháp, rửa sạch mọi nhớ ế, không sống hạnh phóng dật, sẽ đạt được diệu lạc. Xưa thích sống phóng dật, luôn si mê ngu độn, dù trời hay loài người đều không nên gần gũi, tạo tội lỗi phóng dật chưa bao giờ gián đoạn. Khi ấy, người ấy khi lâm chung sẽ hướng đến đường ác. Nói pháp phóng dật này không hợp với chánh lý, chư thiên thường say mê, sẽ đọa trong địa ngục. Chư thiên bị mê dục, chẳng đáng thích lại thích, ngu si không hiểu biết, nào được chút chúa gì. Chư thiên thường tham đắm, say mê trong năm dục, như kẻ mù bẩm sinh, không thấy được chánh đạo. Do tâm tư tán loạn, không hiểu biết chân thật, phóng dật thường thiêu đốt, vì thế nên xa lìa. Tâm chứng các pháp lành, bị phóng dật hủy hoại, bất chánh đạo sáng rực, rốt cuộc không thấy được
phóng dật này là độc, phá hoại 10 pháp lành. Kẻ sống trong phóng dật mất 4 thứ thiền định. Chư Phật lìa năm dục, khen ngợi không phóng dật. Thân bị già chết hại, hãy xa lìa phóng dật. Phóng dật chỉ có khổ, bỏ chúng được giải thoát. Bị phóng dật lôi kéo, vô trí không thể đoạn. Không phóng dật hơn hết, chư thiên thích gần củi. Người thích sống phóng dật, nhất định bị hoại diệt. Tất cả các chúng sinh luân hồi không giải thoát, bị bảy lưới phóng dật trói buộc không thể ra. Tạo ác không phước đức, làm lành chẳng chịu tội. Những hữu tình phóng dật, sự hiểu biết đảo điên. Thế nào là tội phước? Không như thế tục nói. Người trí khéo hiểu rõ, không ca tụng phóng dật. Chư thiên sống phóng dật, giảm mất các nghiệp lành, nên biết nhân ác này phải lãnh chịu quả khổ. Ý tham đắm dục lạc, tạm thời được chút vui, nhưng bị chúng phá hoại, chết phải chịu khổ lớn. Cảnh giới luôn biểu hiện, ngu si không nhàm chán. Si mê ham nữ sắc, sẽ phải bị đọa lạc. Do ham tham sinh phóng dật, gần gũi những người nữ, đến lúc sắp lâm chung, sẽ nhìn thấy tất cả. Chư thiên khi thoái đọa, độc hành không bạn bè, chỉ có nghiệp thiện ác, theo đuổi đến đời sau. Xa lìa mọi việc ác, tu tập các hành lành, bỏ hết những tội lỗi, thường không thích phóng dật. Phóng dật gốc luân hồi, lìa chúng được tịch tỉnh. Hai pháp này sai khác, nói tự tướng của chúng. Người trí hãy tư duy, thích tu các hành lành. Người trí tùy pháp hành, không còn chút phiền não. Chúng sanh chịu luân hồi, đều theo nghiệp của mình. Vì sao người thế gian, để phóng dật hủy hoại? Phóng dật trói chặt nhất, phá tan các pháp lành. Chúng là nhân đọa lạc, tạo gốc khổ địa ngục. Chỉ một pháp phóng dật là nhân của các khổ. Người thích làm lợi ích, hãy lìa tội lỗi ấy. Người xa lìa phóng dật, đạt đến chỗ bất tử. Vì không thích phóng dật, nên gần đạo Bồ Đề. Không thích sống phóng dật, trụ niết bàn tối thượng. Thế nên nói phóng dật chính là nhân đọa lạc. Người nào sống phóng dật, ác này không gì hơn bị thế gian khinh ghét, chết đọa trong ngạ quỷ. Người thích sống phóng dật, sinh ra mọi đạo điên, do nghiệp quả như vậy trôi lăn trong sinh tử. Lửa địa ngục hừng hực luôn đốt kẻ phóng dật. Ai thích được giải thoát, hãy lìa bỏ phóng dật. Người lìa xa phóng dật, phát sinh trí sáng suốt, vĩnh viễn trừ các hoạt, thường hưởng được diệu lạc. Chúng sinh tâm tán loạn, bị nghiệp lực ràng buộc, trôi lăn trong ba cõi, hãy thích không phóng dật. Với khổ cho là vui, vui hết sinh ra khổ. Chồng chết trở thành vợ, hãy thích không phóng dật. Vợ chết lại là mẹ, mẹ chết trở thành vợ, trôi lăn mãi trong đó, hãy thích không phóng dật. Phóng dật sinh ra tham, tham lại sinh sân giận, là nguồn gốc tội lỗi, chìm đắm trong đường ác. Phóng dật không phóng dật, người trí không thanh đắm, đây là an ổn nhất, lên lầu gác trí tuệ. Người đời bỏ phóng dật, sống ở nơi an lạc, là trường phu trí lớn, mau đạt quả chân thường. Bảo tội ác phóng dật, luôn trái với thánh đạo, chặt đứt cầu giáo pháp. Hoại hạt giống tâm thiện, phá hoại pháp giải thoát. Phát sinh các vọng niệm, đọa trong đường hiểm ác, đều do pháp phóng dật. Không lợi ích cho mình, bị người khác vứt bỏ. Không nó không hành động, chẳng khác gì thay chết. Tuy hình dáng như trời, ngu si tựa súc vật, thường sống vui, thường sống trong phóng dật, ca múa cùng vui chơi. Người thích sống phóng dật, hướng đến biển ba cõi, chết rồi sinh trở lại, sẽ bị chúng phá hoại, do đó tạo các tội, bị nghiệp chướng ràng buộc. Phóng dật là giặc oán, trả ngược với pháp thiện. Nghiệp ấy không ở trong, cũng chẳng trụ bên ngoài, nên biết người phóng dật đều do tâm hủy hoại. Tâm không biết nhạm lìa những cảnh giới tốt đẹp, thích ca múa vui chơi, không biết nơi đọa lạc. Kẻ ngu si phóng dật, lấy khổ để làm vui. Chư thiên như người mù, không biết đạo phi đạo, do hành động phóng dật, từ thiền định đọa lạc. Trôi lăn ở cảnh dục, dông ruổi trong năm đường. Người trụ cõi vô sắc, đạt bốn thứ không định, do hành động phóng dật, lưu chuyển trong thế gian. Xoay vần khắp ba cõi, ngu si không giác tri. Phóng dật là gông cùm, dây ân ái trói buộc,
đọa vào các đường ác, chịu đói khát lo sợ. Người sống trong phóng dật, không sinh tâm hối hận, tâm sinh các khổ não. Vì ân ái chia lìa nên Như Lai thường trách: hãy rời bỏ phóng dật, do mầm móng phóng dật nuôi lớn già bệnh chết, ba thứ khổ não này giết hại mọi chúng sinh. Lại cũng như mặt đất sinh ra các cỏ cây, kẻ ngu si phóng dật tăng trưởng các lậu hoặc, phóng dật như mầm độc sinh ra tâm biến trễ, uống rượu mê lợi sắc và cảnh giới vui chơi. Phóng dật khổ não nhất, không phóng dật rất vui, phóng dật không phóng dật nhờ đây phân biệt rõ. Giả sử trăm ngàn vô số kiếp đã đọa đọa cõi ác chịu khổ đau, vì vậy nay không phóng dật nữa, giống như chư Phật vượt bờ kia. Phẩm 7 chê trách năm dục phần 1. Dục lừa dối số 1, đừng sinh tâm tham dục, chúng là nhân địa ngục, dây luân hồi hiểm ác. Người tâm đắm năm dục sẽ chịu vô lượng khổ, thường bị rắn chụp hại, nào có vui sướng gì. Thà cầm dao kiếm bén, tự cắt đứt lưỡi mình, đừng bao giờ nó năng bàn luận việc dục lạc. Tham dục gạt chúng sinh, sân hận thường thiêu đốt, vì ngu si chế phục thường khen ngợi dục lạc, tạo tác nhiều việc ác, được chút vị ngọt dục, do tham si phóng túng, không biết khổ là khổ. Năm dục không hình sắc, hoan lạc chẳng thường còn, nó là nhân cực ác, không tồn tại phút giây. Chúng sinh do tham dục thường đọa trong đường ác, ai bỏ được tội ấy không lo sợ địa ngục. Trong ngục phát lửa dữ, lửa tham dục cũng thế. Vì vậy nên nhất tâm thường sinh lòng lo sợ, luôn ham thích giải thoát, rồi bỏ năm dục kia, phá trừ pháp bất thiện như mặt trời trừ tối. Kẻ phàm phu ngu si, các căn tham cảnh dục do tâm sinh ham thích nên đọa trong đường ác. Vì cảnh giới năm trần, năm căn sinh tham ái, bỗng chốc nổi lửa tham, không biết chán dục lạc. Lại nữa các hữu tình phát sinh lửa tham dục, hòa hợp thì hừng hực, ly tán sẽ không còn. Ai lìa cảnh giới dục, lửa tham không thể sinh, lửa này rất hiểm ác, hãy sinh tâm xa lìa. Như khúc cây vô tri trôi theo dòng sông ái, ai ấy như ván sữa tưới vào thân rực cháy. Lửa tham rất mãnh liệt, đốt sạch cả thân mình, sẽ bỏ mọi danh sắc, ngọn lửa kia không còn. Lại như lửa thế gian, thế vậy nên lo sợ, lửa tham dục cháy rực, sao không sinh lo sợ lo. Do năm căn hoạt động, vây quanh theo năm cảnh, sức ân ái như gió, cuốn phăng kẻ tham nhiều. Cảnh giới như rừng rậm, rất nguy hiểm khó ra, bị lửa tham thiêu đốt, như lửa đốt cây khô. Lửa tham dục hừng hực, tăng trưởng theo ngoại cảnh, kẻ tham không hiểu biết, lấy khổ để làm vui. Lửa thế gian càng sáng, lửa dục làm tối tâm, cảnh giới này như chục, người trí nên lánh xa. Người xem cảnh giới này dường như là thuốc độc, vừa được chút sướng vui, sau lại chịu khổ cực. Không đời này đời khác, cũng chẳng trước giữa sau, trong cảnh giới dục này, nào có gì hoang lạc. Những kẻ ngu si ấy, phần nhiều thích vui chơi, không nhàm chán cảnh giới, như lửa đốt cỏ cây. Vì không chán cảnh giới, nên bị chúng lừa dối, thường ở trong sinh tử, không biết tội lỗi kia. Hành dục như chi môn, thật là kẻ ngu độn, chúng trời người như vậy, chẳng khác loài cầm thú. Giống như lúc kiếp tận, mà trời đốt biển khô, trăm ngàn vô số kiếp, nhìn sắc không nhàm chán, biển lớn còn khô cạn, trời đổ mưa tràn đầy, mắt nhìn các sắc tướng, chưa bao giờ chán bỏ, không ghét bỏ dục vọng, sao phân biệt được vui. Người biết đủ không tham, xa lìa mọi ưu não, như núi Ma La Gia, có một cây chiên đàn, kẻ ngu chặt làm củi, và đồ dùng làm ruộng. Dục lừa dối bậc nhất, hư vọng không bền chắc,
Như thần càng tác bà là cũng như cảnh mộng, như huyễn như bọt nước, như quả kim bá ca tạm có chút vị ngọt. Tham dục cũng như vậy, kẻ trí thấy chân thật lìa ái không khổ não, chỉ bày quả báo ác cho kẻ ngu si kia. Dục như độc thế gian tạo tác tất cả tội, suy nghĩ theo sở đắc sau bị chúng phá hoại. Tâm tham dục không chán, sau chính dục là thù. Chư thiên khi lâm chung đoạn ngay vào địa ngục. Dục là độc thế gian, là cũng như ánh chớp. Kẻ ngu tham nữ sắc như cá lượn theo sóng, càng suy xét thêm nhiều trước sau đều không tốt. Tham dục như lửa dữ, người trí nên xa lìa. Nếu gần gũi thân cận càng tăng trưởng dục vọng, lửa dục thiêu đốt mạnh tiếp xúc chịu khổ đau. Thấu rõ lửa dục này, người trí thường rời bỏ. Nếu xa lìa tham dục nhất định được an ổn. Vô số trăm ngàn ức nay do tha thiên chúng, do tham ái năm dục bị lửa địa ngục đốt. Dục như lửa thuốc độc, hãy bỏ để tìm vui, nó là thân địa ngục, vì vậy nên rời xa. Từ tài trước tham dục như chẳng thấy chẳng nghe, do không tham dục vọng nên không khổ bất não. Không nên tham dục lạc, cũng chẳng nên để ý chúng trời người tham dục bị lửa dục gây hại. Từ vô thủy luân hồi sinh ra từ tâm dục, ai giải thoát ân ái sẽ không có dục vọng. Quả khổ ô trược đó từ ái dục sinh ra, ai ra khỏi dục vọng sẽ được vui thượng diệu. Người trí ở trong dục nhưng không ái trước dục, vì lìa sự ngu si đạt được nơi chân thường, tạm thời được vui sướng, sao phải chịu khổ đau. Nếu nhiễm đắm dục vọng sẽ đọa trong địa ngục. Ái lạc trong dục vọng, bất chợt lạc chẳng còn, lìa cấu nhiễm tịch tỉnh đạt đến nơi bất diệt. Người trí trong mọi lúc bỏ dục trang nghiêm thân, có sao kẻ ngu muội tham đắm trong dục vọng. Tham dục như mầm độc tiếp xúc phát lửa dữ, ái lạc trong dục vọng sẽ bị độc gây hại. Như thêm củi vào lửa, ngọn lửa ấy không tắt. Người ham thích dục lạc càng thêm nhiều nhiệt não, như phù du thấy đèn không biết bị thiêu thân. Chúng sinh ngu si ấy tham dục cũng như vậy, người tham đắm dục vọng thường bị chúng thiêu đốt. Rốt cuộc chẳng hiểu biết có khác gì phù du. Vì vậy chư thiên kia bỏ dục cầu trí Phật, phóng dật tự tổn hại, chớ để uổng một đời. Thường tham đắm năm dục, mất giảm mất các nghiệp lành, bị ngu si lừa dối, sau sẽ đọa địa ngục. Như cây độc nở hoa, bầy ong tranh nhau hút, kẻ ngu tham dục lạc thọ hưởng cho là vui. Bầy ong vì hút độc, mạng sống nào còn gì. Độc dục hại chúng sinh, khó có thể sống mãi. Lại nữa, lửa địa ngục vì dục nên thiêu đốt, lửa ấy cháy mọi nơi, đốt chư thiên các loài. Ngạ quỷ khổ đói khát lại bị lửa thiêu đốt thiêu. Loài súc sinh cũng thế, thích tìm sự tổn hại. Tất cả trong thế gian đều nương dục mà sống. Lửa này lan khắp nơi, đốt những kẻ mê dục. Đối với những cảnh giới tâm đam mê xem thường, kẻ ngu mà hiểu rõ thoát khỏi khổ nguy này. Tâm tham đắm năm dục không biết hiểm nạn ấy, ở trong dòng thác dục sẽ sinh ra khổ não. Chư thiên tánh khiếp nhược, tham dục sinh cuồng loạn, do đó tâm thay đổi chẳng biết sợ hãi lớn. Chư thiên ham năm dục thường sinh tâm bám chặt, không trí chẳng xả bỏ, sao phải buồn hối hận. Tâm luôn bị ngu si không hiểu rõ ngoại cảnh, tham dục thật đáng lo, vừa được chút vui thích. Trăm trăm ngàn dạng ức vô lượng vô số kiếp đều do dục phá hoại, vì không phòng hộ tâm. Bị cảnh dục trói buộc sẽ chịu quả địa ngục. Do tâm khéo tu tập xa lìa hết tất cả, do trước sinh tham nhiễm, sau sinh khởi sân giận, bị ngu si mê hoặc, chẳng khác gì súc sinh. Kẻ ngu chìm trong dục vì dục nên say mê, giống như phù du kia, cuối cùng bị lửa đốt.
Xác thân của chư thiên bị tham dục phá hoại, bị tham dục chế phục, nhất định sẽ đọa lạc. Dục vọng dối chúng sinh nên phát sinh ngu muội, vì dĩ ái lôi kéo phải đọa vào đường ác. Ai sợ hiểm ác ấy, tự làm việc thiện lợi với tâm ý tịch tỉnh, không sống trong nhiệt não. Ai ham thích cảnh giới, nghi hoặc ngày thêm nhiều, dần tạo các tội lỗi, do gió thổi lửa cháy. Lửa dục luôn thiêu đốt, niềm vui mau tàn rụi. Hãy suy xét chân thật, không tham trước cảnh giới. Người say sưa cảnh dục, tâm tư sinh mê loạn, cảnh giới luôn hiển hiện, là việc làm kẻ ngu. Không trí tham cảnh giới, không sinh tâm chán bỏ, như củi ném vào lửa, nhờ gió cháy hừng hực. Chư thiên vì đam mê đắm trước các dục lạc, kẻ ngu không xả bỏ, do đó bị đắm chìm. Người sinh tâm ràng buộc giữa bao cảnh dục lạc, bị khổ não biệt ly thiêu đốt hoài không ngớt. Dục lạc ở cõi trời sẽ bị ái biệt ly, khổ ấy hơn cõi trời cõi người chẳng bằng một phần nhỏ. Chư thiên hưởng dục lạc như cá ở trong nước, ai tâm cảnh đều quên, tâm dục sẽ không khởi. Người ham thích gần gũi với bao cảnh dục lạc, không phòng giữ tâm mình, khổ đau mãi không dứt, vì tham đắm năm dục, không sợ quả khổ kia. Kẻ ngu si không trí, sao chịu hiểm nạn lớn. Dục còn hơn tai họa, vừa được chút sướng vui, chúng là hạnh bất tịnh, dẫn dắt vào đường ác. Người không có mắt trí, luôn tham nghĩ dục vọng, cũng như kẻ mù mắt, rất khổ không cứu được. Chúng sinh ham dục lạc, vui ít nhưng sợ nhiều, giống như tìm thành huyễn, có bóng như không thật. Phóng dật sinh hoang lạc, lần lượt càng ham thích, chư thiên bị mê hoặc, không phát sinh giác ngộ, từ cảnh giới sinh tham. Dục vọng theo đó chuyển, không biết báo khổ lớn, nhất định phải tự chịu. Người tham đắm vui chơi trong cảnh giới năm dục sẽ đọa vào đường ác, ngu si sâu hối hận. Ai bỏ cảnh giới si, không bị lửa dục đốt, siêng năng tu chánh hạnh sẽ được vui tối thượng. Đem cảnh dục thế gian sơ diệu lạc thâm tịnh, ở trong 16 phần không sao sánh được một. Người sinh tâm tham dục, dục thật chẳng phải vui, mong bị đọa địa ngục và dự phần khổ đau. Giả sử trăm ngàn kiếp tham dục không biết chán, thường tìm cảnh giới dục, nào có vui sướng gì. Ai sinh tâm tham dục, tăng trưởng từng sát na, chư thiên và người đời do đó mà đọa lạc. Từ đam mê dục vọng là hiểm ác cùng cực, không sinh tâm xa lìa sẽ bị chúng ngoại diệt. Dù mắt lớn như biển, nhìn sắc không thỏa mãn, lưỡi nếm vị thơm ngon, không hề biết nhàm chán. Mũi ngửi các mùi thơm, thường không chịu xả bỏ, do súc sinh hoang lạc, tâm ý không cùng tận. Tai ham thích lắng nghe tiếng hay ho phi diệu, ý tham các pháp trần, chưa bao giờ rời bỏ. Sáu căn ấy loạn động, chẳng khác gì ngự chứng. Tham cảnh dục không chán, thường như bị đói khát. Chư thiên tham cảnh dục như thêm củi vào lửa, tánh lửa vốn hừng hực, không biết chán cũng vậy. Lửa sáu căn bừng cháy, đốt thiêu từ vô thủy. Kẻ ngu không hiểu biết, đam mê như chết giấc, nên biết dục lạc ấy chính là nhân địa ngục. Thế dục khởi tâm tham, như lưỡi rắn chụp mồi, lại như kẻ mù lòa, không mắt quên dục vọng. Ai sinh tâm tìm cầu sẽ đọa vào địa ngục, chẳng phải do không mắt hay lìa cảnh giới dục. Đủ mắt tu chánh hạnh sẽ vượt khỏi đường ác, tất làm điều phi pháp, tạo các nghiệp bất thiện. Tâm không chán dục vọng, người ấy đọa nẻo ác. Ai tham đắm dục vọng, các khổ từ đó sinh. Vừa bỏ lại tìm cầu, kẻ vô thức không trí. Dục trước như bạn thân, sau sẽ thành giặc oán. Như quả kim bá ca, ăn vào sẽ bị hại. Vô lượng các chúng sinh tham dục nên đọa lạc.
như nước chảy không dừng, dục lạc cũng chẳng khác. Thọ hưởng những dục lạc, vườn rừng cảnh giới đẹp, ai không tham trước chúng, thường sống nơi an ổn. Người đam mê vị dục, phóng dật tâm cuồng loạn, vui hết khổ xuất hiện, sau này phải hối hận, nhờ nghiệp thiện đã làm được thân hình tốt đẹp. Vì vậy chư thiên kia đều sinh tâm tham ái, cảnh dục là vô thường, nhất định phải tan rã. Người đầy đủ trí tuệ, không loạn tâm với dục, thân này nào đáng ưa, kẻ vô trí ham thích, thường tạo nhân bất thiện, phải chịu khổ vị lai. Phàm phu ngu si ấy luôn tham đắm vị dục, trước tuy có vui chút vui, sau chỉ thêm tổn hại. Âm thanh sắc đẹp nọ, thể tánh sinh hậu lậu hoặc, kẻ ngu bị lôi kéo sẽ hướng đến đường ác. Người sinh tâm khát ái với bao nhiêu vị dục, họ đau khổ chẳng vui, người trí nên rời bỏ. Như hư không đổ mưa, làm sông suối càng đầy, chư thiên chìm trong dục, tham dục càng bừng cháy. Như cá ở trong nước còn sinh tâm khát ái, chư thiên ham dục lạc không nhàm chán cũng thế. Như cảnh giới hư không chẳng biết được biên vực, người sinh tâm tham dục cảnh giới nào cùng tận. Như biển nổi sóng lớn, nước biển luôn tràn đầy, kẻ ngu si tham dục thông thường không biết đủ, lại luôn luôn suy xét những cảnh dục chưa được, đã được thì giữ chặt. Như thèm ăn nhỏ dãi, dục hay sinh nhiệt não là tội ác cùng cực, vừa diệt lại sinh ra, không phải cảnh tịch tỉnh. Dục phẩm gây tổn hại, bỏ dục là trượng phu, thân suy yếu nguy ách, tham dục bỏ ta đi, không nhàm chán cảnh giới, không biết đủ dục lạc. Người trí khéo suy xét, nên sinh tâm xa lìa, cảnh giới là nhân khổ, tịch tỉnh là gốc vui, lìa cảnh giới rắn độc, hãy gần nơi tịch tỉnh. Dục hay sinh lo sợ, thân hoại và bệnh nặng, do nhân duyên tham dục, lưu chuyển trong luân hồi, vô lượng trong ngàn đời, hồi hợp lại ly tán, chỉ chư Phật Thế Tôn thì biết rất chân thật. Thế gian suốt thế gian, tất cả những dục lạc vì tham đắm dục vọng nên đều bị tan hoại. Kẻ ngu tâm tham dục, luyến tiếc không thể bỏ, bị si mê che mù, làm sao phát tuệ sáng. Lời ác nghe thêm ghét, người này thật đáng sợ, dục cảnh như cừu thù, vì sao không xa lánh. Kẻ ngu tham vướng dục, bị lửa dục thiêu đốt, không sinh tâm lo sợ, sao chịu quả khổ báo khổ. Ví như đống lửa lớn, ai thấy cũng không sợ, cảnh dục luôn bừng cháy, sao lại thích gần gũi. Thân do cơn liên kết, hãy sinh tâm nhàm đìa, bị dục vọng mê mờ, như bị dây trói buộc. Như quả kim bá ca, sắc đỏ vị thơm ngon, ăn vào bị tổn hại, tham dục cũng như thế. Như phù du vào đèn, ác bị lửa thiêu đốt, những chúng sinh tham dục do đó bị hư hoại. Kẻ phàm phu vô trí khen ngợi dục vọng ấy, dục như lửa cháy rực, chạm vào bị thiêu đốt. Như con nai khát nước, chạy theo bóng dợn nắng, do tâm tham dục ấy, vọng tìm cầu hoang lạc. Chư thiên ham dục lạc, chẳng bao giờ biết đủ, lậu hoặc sinh từ đó, làm sao được tịch tỉnh. Hiện tại tuy được vui, về sau sẽ bị khổ, chư thiên bị dục kéo, tâm họ luôn tán loạn. Tâm đắm nhiễm say mê với bao nhiêu cảnh giới, mạng hết nghiệp theo sau, chắc chắn không nghi ngờ. Chúng sinh lúc sắp chết, ai cũng sinh kinh sợ, do tham cảnh giới dục, chết không chỗ dựa nương. Khổ não ái biệt ly đều phát sinh từ dục, chư thiên nên hiểu rõ, đừng sinh tâm tham vướng. Dục vọng trái nghĩa lợi, sinh vô thường sợ hãi, kẻ phàm phu ngu muội ham thích gần của chúng, vì si mê quá nhiều, bị lửa tham thiêu đốt, không chánh niệm tư duy, không lo sợ dục lạc. Ai thích cảnh giới dục, nhất định chịu khổ đau, rồi lăn trong ba cõi, làm sao được giải thoát.
Chúng sinh bị vô minh thường chịu nhiều khổ não, vì thế nói tham dục như ánh chớp chẳng lâu. Nên biết tham dục ấy thừa cảnh mộng hư giả, hiểu khổ không vô thường là vô và vô ngã chân thật. Vì vậy chư Phật dạy tự tánh năm uẩn không, ai thấu rõ như Phật, ai liễu tri như thật sẽ không tham đắm dục, vì thương xót hữu tình các đứt dây phiền não. Để đến bờ giải thoát được niết bàn tịch tỉnh, người ham thích năm dục chìm đắm trong ba cõi, thường mê hoặc tâm mình, làm sao được tịch tỉnh. Người ham trước dục lạc sẽ quên mất chánh pháp, tìm cầu cảnh giới ấy mau hướng đến địa ngục. Dục phẩm chỉ gây hại giống như dao kiếm bén, ai không xin nhàm chén sẽ sau sẽ chịu khổ đau. Nếu tạo tác thế nào tăng trưởng cũng như vậy, không nhàm chán tham dục thường sinh các nhiệt não. Tìm khoái lạc cõi trời sẽ bị dục thiêu đốt, không tạo nhân đau khổ luôn đạt được an vui. Kẻ ngu dối cảm dục bám chặt không chịu bỏ, dục y như ánh chớp vừa có lại đổi thay. Người tham đắm năm dục liên tục không gián đoạn sẽ bị lửa dục vọng thiêu đốt không ngừng nghỉ. Chư thiên ham cảnh dục ngu si lại thêm nhiều, không thể nào đạt được định ly hỷ diệu lạc. Lìa giải thoát không lạc cũng chẳng có niết bàn, trái nghịch với cảnh dục, vì thế nên xả bỏ. Ở trong cảnh giới dục các căn không nhàm chán, chính vì không nhàm chán làm sao được giải thoát. Sống trong biển luân hồi hãy sinh ra sợ hãi, hãy bỏ pháp bất thiện và hiểm nạn tham dục. Cảnh dục không giờ nghỉ như mặt trời mọc lặn, hãy thích ở núi rừng tu thiền mong giải thoát. Dục trái pháp giải thoát, kẻ ngu cho quý báu, chỉ bảy món thánh tài rốt ráo được an lạc. Dục chẳng nơi quay về là đồng trống luân hồi, ai ham thích gần gũi sẽ không được giải thoát. Chẳng lo sợ tội lỗi, thật là kẻ ngu si, phi thánh tài gọi tài, chỉ khổ đau chẳng vui. Người xa lìa tham dục, không sinh tâm tham ái, là người khéo ở yên, không bị lửa dục hại. Kẻ tham dục chẳng dừng, tâm tư không an tịnh, tương ứng với tham ái, như ngọn lửa bốc cao. Chư thiên Atula, nhân cùng với phi nhân, không nhàm chán dục vọng, đều bị chúng phá hoại. Người đối với cảnh dục mê hoặc tâm cuồng loạn là tự lừa dối mình, do đó phải tan hoại những chúng sinh ngu si không biết tướng tội phước, thường sinh tâm tham ái. Bao nhiêu cảnh giới dục chư thiên bị dục kéo, tâm tư bị si loạn, ai thích công đức Phật nên lìa cảnh giới ấy. Năm dục hiện tại này hay sinh các tội lỗi, không tham đắm dục lạc gọi là người có trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.